Đây thực sự sẽ là thời hoàng kim của nước Mỹ. Người thắng, kẻ thua trong hiện tượng Trump 2.0 đã khuấy động thị trường toàn cầu hôm 6 tháng 11. Tại châu Âu, chỉ số stock 600 toàn châu Âu đã tăng hơn rưỡi, trên đà đạt mức tăng trưởng lớn nhất trong một ngày trong năm nay. Dẫn đầu cuộc diễn hành là Trump Trade hay các cổ phiếu có thể hưởng lợi từ tòa bạch ốc của ông Trump. Ông được coi là một động lực tích cực cho cổ phiếu quốc phòng châu Âu do những cảnh báo của ông về việc giảm bớt hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực. Ông Trump cũng muốn buộc các thành viên NATO phải chi ít nhất 2% GDP của họ cho quốc phòng. Chỉ số của các công ty hàng không không gian và quốc phòng châu Âu tăng 2,7% lên mức cao kỷ lục. Bitcoin tăng vọt lên mức kỷ lục mới dựa vào đường lối mềm mỏng hơn về quy định tiền điện tử. Nhưng cổ phiếu của các công ty năng lượng tái tạo châu Âu đang chịu áp lực. Ông Trump đã tuyên bố sẽ hủy bỏ các dự án điện gió ngoài khơi thông qua một sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên nhậm chức. Thị trường châu Á cũng có phản ứng lẫn lộn. Chỉ số Shanghai Composite giảm gần 1%. Trước đây, ông Trump đã cam kết áp thuế 60% trở lên đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và 10 đến 20% đối với tất cả các hàng hóa từ các nước khác chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 2,61%, được hỗ trợ bởi cổ phiếu chip và quốc phòng. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm hơn nửa phần trăm. Với nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại của thế giới là nằm ở châu Á, chiến thắng của ông Trump có thể dẫn đến sự bất ổn lớn trong khu vực. Cuối tuần này, các nhà đầu tư sẽ chuyển sự chú ý của họ sang Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và các quyết định về lãi suất của Ngân hàng Anh các chính sách của Trump về di trú, thuế và thuế quan nhìn chung được coi là gây lạm phát, nghĩa là có thể thúc đẩy lãi suất ở Hoa Kỳ tăng cao hơn. Đây thực sự sẽ là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ. Đó là những gì chúng ta phải có. Ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump đã đắc cử Tổng thống vào ngày 6 tháng 11 sau khi đánh bại đối thủ dân chủ Kamala Harris. Chiến thắng của ông đánh dấu cú tái xuất chính trị ngoạn mục sau 4 năm, ông để mất tòa bạch ốc. Chiến thắng của cựu tổng thống tại tiểu bang giao động Wisconsin đã đưa ông vượt qua ngưỡng số phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng chung cuộc. Ông cũng dẫn trước bà Harris khoảng 5 triệu phiếu trong cuộc đầu phiếu phổ thông. Ông Trump phát biểu vào sáng sớm mùng 6 tháng 11 tại một trung tâm hội nghị ở West Palm Beach, Florida. Đây là một phong trào chưa từng thấy trước đây, Nước Mỹ đã trao cho chúng ta một nhiệm vụ chưa từng có và mạnh mẽ. Cùng thời điểm đó, bà Harris đã không phát biểu với các ủng hộ viên tại thủ đô Washington, những người đã tập trung tại trường đại học Howard, nơi bà từng theo học. Chúng tôi đã giành lại quyền kiểm soát Thượng viện. Đảng Cộng Hòa cũng giành được đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ, và họ cũng có thể giành được Hạ viện. Điều đó sẽ giúp Tổng thống Cộng Hòa dễ dàng hơn trong việc lập pháp hóa các đề nghị của mình, và thúc đẩy các cuộc bồi nhiệm quan trọng. Ông Trump bước vào ngày bầu cử với cơ hội 50-50 giành lại tòa bạch ốc. Một cú lội ngược dòng đáng chú ý nhìn từ sự kiện ngày 6 tháng Giêng năm 2021 khi nhiều chuyên gia tuyên bố sự nghiệp chính trị của ông coi như chấm hết khi mà các ủng hộ viên của ông xông vào quốc hội như vũ bão tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Kể từ khi rời nhiệm sở, ông Trump đã gặp rắc rối pháp lý. Đầu năm nay, một bồi thẩm đoàn ở New York đã tuyên ông có tội tại một phiên tòa hình sự. Chiến thắng bầu cử của ông Trump lần này khiến ông trở thành người bị kết tội đầu tiên được bầu làm tổng thống. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu cho thấy ông Trump nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ người gốc Hispanic vốn thường là những cử tri theo đảng dân chủ. Ông cũng giành chiến thắng trong số các hộ gia đình có thu nhập thấp, những người đã cảm thấy đau đớn vì giá cả tăng vọt kể từ cuộc bầu cử tổng thống lần trước vào năm 2020. Cơ sở trung thành của ông gồm những cử tri ở vùng nông thôn, da trắng và không có trình độ đại học, một lần nữa đã chứng tỏ sức mạnh. Sáng sớm mùng 6 tháng 11, có thể thấy sự hiện diện tăng cường của cảnh sát bên ngoài dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida. Người dân Bắc Kinh ngày mùng 6 tháng 11 cho rằng chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc đua trở thành tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ sẽ không thay đổi sự đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ông Trần, 34 tuổi, làm việc trong lĩnh vực tài chính, cảm thấy mối quan hệ Mỹ-Trung không mấy tốt đẹp dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại Joe Biden và sự cạnh tranh giữa hai nước sẽ vẫn như vậy, bất kể Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa giành chiến thắng. Ông Trump, 78 tuổi, đã giành lại tòa Bạch Ốc hôm 6 tháng 11 với hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng chung cuộc. Ông Trump đã đề nghị đánh thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ, và 60% đều với các sản phẩm nhập khẩu do Trung Quốc sản xuất. Nếu thành luật, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế bằng cách đẩy giá tiêu dùng lên cao hơn. Giờ thì ông Trump thực sự đã đắc cử. Sẽ có cả điều tốt lẫn điều xấu trong quan hệ thương mại giữa hai nước. Ông Trump, 78 tuổi, là người cao tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, được bầu làm tổng thống. Và chiến thắng của ông đã khép lại một trong những chiến dịch tranh cử tổng thống dài nhất từ trước đến nay, bao gồm hai lần ông bị mưu sát. Trong lúc kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ được công bố vào sáng mùng 6 tháng 11, người dân ở thủ đô Kiev của Ukraine hy vọng tiếp tục nhận được viện trợ quân sự cho Ukraine và nói họ rất muốn nghe ông Trump sẽ chấm dứt chiến tranh như thế nào. Tôi đoán là tất cả chúng ta đều đang chờ đợi một điều duy nhất, chấm dứt chiến tranh, và khi ông Trump hứa sẽ chấm dứt chiến tranh, chỉ trong một ngày, tất cả chúng ta đều đang chờ đợi điều đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chúc mừng ông Donald Trump vì đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào sáng 6 tháng 11, nói rằng cách tiếp cận hòa bình thông qua sức mạnh của Đảng Cộng Hòa đối với các vấn đề toàn cầu có thể mang lại hòa bình công bằng ở Ukraine. Trong một thông điệp ngay sau khi ông Trump tuyên bố tái đắc cử, ông Zelensky đã ca ngợi chiến thắng này là ấn tượng và cho biết ông mong đợi kỷ nguyên của một nước Mỹ hùng mạnh dưới sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Trump. Nga ngày 6 tháng 11 tuyên bố quan hệ Nga-Mỹ đang ở mức thấp kỷ lục, nhưng Điện Kremlin vẫn sẵn sàng đối thoại và sẽ xem điều gì sẽ xảy ra một khi ông Donald Trump trở lại tòa Bạch Ốc vào tháng riêng sang năm. Phát viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, ông chưa biết Tổng thống Vladimir Putin có kế hoạch gì để chúc mừng ông Trump hay không. Khi ám chỉ đến sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ukraine, ông Peskov nói, chúng ta đừng quên rằng chúng ta đang nói về một quốc gia thù địch đang trực tiếp và gián tiếp tham gia vào một cuộc chiến chống lại nhà nước của chúng ta khi được hỏi liệu mối quan hệ có trở nên tồi tệ hơn nữa hay không nếu ông putin từ chối chúc mừng ông trump ông peskov nói gần như không thể làm cho mối quan hệ tệ hơn nữa mối quan hệ đang ở mức thấp nhất trong lịch sử rồi những gì xảy ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào lãnh đạo tiếp theo của Hoa Kỳ. Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng dựa trên công bằng và bình đẳng, và sẵn sàng xem xét mối quan tâm của nhau. Hiện tại, chính quyền Hoa Kỳ hoàn toàn đối kháng, và điều gì sẽ xảy ra vào tháng 1 tới đây, chúng ta hãy cùng chờ xem. Vẫn theo lời phát ngôn viên Điện Kremlin, Nga sẽ theo dõi xem ông Trump có thay đổi giọng điệu khi chuẩn bị bước vào phòng bầu dục hay không. Chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ phân tích cẩn thận mọi thứ, theo dõi mọi thứ và sẽ đưa ra kết luận dựa trên những lời lẽ và bước đi cụ thể. Bầu cử Mỹ sẽ chẳng ảnh hưởng đến đời sống của người dân Iran. Theo lời phát ngôn viên chính phủ Fatemeh Mohajerani tuyên bố ngày 6 tháng 11, sau khi ông Donald Trump tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Khó có thể có thay đổi lớn chỉ vì thay đổi gương mặt lãnh đạo. Các công tác chuẩn bị và dự báo cần thiết đã được chúng tôi thực hiện trước. Dự báo rằng sẽ không có sự thay đổi nào trong điều kiện sống của người dân Iran. Vì vậy, việc ai được bầu làm tổng thống ở Hoa Kỳ cũng không quan trọng lắm. Các quan chức Ả Rập và phương Tây nói với Reuters, họ e rằng ông Trump có thể áp dụng lại chính sách gây sức ép tối đa của mình thông qua các chế tài gia tăng vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran và trao quyền cho Israel tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran và tiến hành ám sát Chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong số thường dân Iran. Có người lo ngại nguy cơ chiến tranh và khó khăn kinh tế gia tăng, nhưng cũng có người hy vọng lập trường cứng rắn của ông có thể mang lại sự thay đổi chính trị ở Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran không phản ứng trực tiếp về tuyên bố đắc cử của ông Trump, nhưng nhấn mạnh Tehran và các nhóm vũ trang đồng minh trong khu vực đã sẵn sàng đối đầu với Israel. Cư dân ở Gaza ngày 6 tháng 11 phản ứng thận trọng trước chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2024. Anh Walid Abdul Wahab, một sinh viên 19 tuổi, bày tỏ sự giải dặt, nói rằng sẽ chỉ tích cực nếu ông Trump muốn người Palestine có cùng quyền lợi như những người khác trên thế giới. Ông Donald Trump sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn cho người Palestine. Từ khi ông ấy muốn hòa bình, muốn quyền được hòa bình, quyền được giáo dục quyền được chăm sóc sức khỏe mà tất cả mọi người trên thế giới đang có mỹ che đại mọi hành động xấu xa của israel việc pháo kích giết chóc sát hại xã hội của chúng tôi những người mà chúng tôi thực sự yêu quý israel đang sát hại họ khắp mọi nơi hàng năm mỹ là vỏ bọc vỏ bọc xấu xa của israel ông Trump sẽ đối mặt với một trung đông bất ổn, có nguy cơ trở thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Israel đang tiến hành các cuộc chiến tranh ở Gaza và Liban, trong khi đối đầu với kẻ thù không đội trời chung là Iran, trong lúc phe Houthis của Yemen bắn phá đường vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ. Ông Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc chiến của Israel nhằm tiêu diệt Hamas ở Gaza, nhưng ông kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu, một đồng minh được cho là ủng hộ việc ông trở lại nắm quyền, phải nhanh chóng hoàn thành công việc.